Sáng ngày 30 tháng 8 năm 2023, nhằm ngày 15 tháng 7 năm Quý Mão, Chùa Hoằng Pháp trang nghiêm long trọng tổ chức đại lễ Phu Lan Báo Hiếu, Phật lịch 2567, Dương lịch 2023. Vào lúc 9 giờ, toàn thể quý Phật tử trang nghiêm cung nghinh Chư Tôn Đức quang lâm Pháp đường tòa nhà Pháp Luân. Trước khi bước vào đại lễ Vu Lan Báo Hiếu, đại chúng cùng lắng động tâm tư với nghi thức vô kệ tiếng chuông của Đại Đức Thích Lâm Triệu. Sau phần tuyên bố lý do giới thiệu chương trình, hội chúng cùng lắng nghe biên tập viên MC VOH Radio Mỹ Duyên diễn đọc ý nghĩa cài hoa hồng. Sau đó, đại chúng đồng dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ về thâm ân của chư Phật, công ơn thầy tổ, ơn cha mẹ, ơn đất nước đồng bào, ơn chúng sinh. Tiếp đến là nghi thức cài hoa hồng. Phật tử Á Hậu Một chế Nguyễn Quỳnh Châu và các bạn trẻ trong đội cài hoa với niềm tôn kính trang nghiêm, cài lên chiếc huỳnh y của Chư Tôn Đức Tăng đó hoa hồng màu vàng, tượng trưng cho sự thoát tục thanh cao của những bậc xuất trần thượng sĩ, để bày tỏ tấm lòng tri ân của người con xuất gia đối với cha mẹ. Liên tục chương trình ca khúc Bông Hồng Cài Áo thể hiện qua tiếng hát của ca sĩ Sĩ Luân, qua những ca từ ngọt ngào sâu lắng đi sâu vào tâm thức, mỗi người cùng cảm nhận công lao và tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ. Lần lượt quý Phật tử được đón nhận đóa hoa hồng cài lên ngực áo trong niềm hạnh phúc thiêng liêng khi nghĩ về hai đấng sinh thành. Tiếp nối chương trình là phần lễ tạ ân đức cha mẹ. Với tấm lòng thành kính, đại chúng đồng trang nghiêm hướng tâm nghĩ tưởng và lễ tạ 10 niệm ân về cha, 10 niệm ân về mẹ. Tại buổi lễ, Phật tử Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã thay mặt cho hàng Phật tử dân pháp y cúng dường lên Chư Tôn Thiền Đức. Đại Đức Thích Tâm Trường, trụ trì Chùa Hoằng Pháp, trưởng ban tổ chức thay mặt cho Chư Tăng Tổ Đình hoan hỷ hứa khả nạp thọ phẩm vật cúng dường và có đôi lời đạo từ gửi đến đại chúng. Đại Đức nhắc nhở lại tấm gương hiếu hạnh của Tôn giả Mục Hiền Liên cùng lời dạy của Đức Thế Tôn về phương pháp báo hiếu cha mẹ. Qua đó, đại chúng cùng nhìn lại để noi theo vâng lời Phật dạy báo đáp thâm ân giáo dưỡng của hai đấng sinh thành. Sau phần đạo từ của Đại Đức trụ trì, đại chúng cùng đến với thời khóa tụng sám Vu Lan. Ngoài ra, để góp phần thành công cho chương trình là sự phát tâm cúng dường lời ca tiếng hát của ca sĩ Trường Sơn, nghệ sĩ ưu tú Tâm Tâm.